Và như một lời nhắn nhủ đến với người giữ thời gian của Út thì bên sẽ nói gì? Hi vọng là Bin sẽ thành công. Cảm ơn bạn TP rất nhiều và xin mời bạn sẽ tiếp tục vào bên trong thảm đỏ và chúng ta cùng chờ đón Bin Bối. Cảm ơn Nguyễn Ân rất nhiều, hy vọng là mình sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và thú vị đối với bộ phim Người Giữ Thời Gian nhé. Em live show chị Âm ở trong thành phố Hồ Chí Minh và thực sự là đến khi mà cô Tâm thông báo rằng là ngày sẽ có một bộ phim gọi là bộ phim tài liệu về quá trình diễn ra và tổ chức ra live show chị Âm thì em thực sự là lúc đấy em rất là mong muốn để có thể đến cái ngày chiếu phim để có thể xem. Tại thực ra đối với em thì em cũng là đối với chị Mỹ Tâm. Và xin được giới thiệu một nhân vật đặc biệt đang xuất hiện trong thời đầu của chúng ta, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và bên cạnh đó
với quý vị Tâm trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim Người giữ thời gian cho em của chị Mỹ Tâm. Ngày hôm nay Nhiên rất là vinh dự khi được là một những khách mời Tâm mời đến đây. Thì thực sự là cảm xúc của Nhiên và vô cùng là cảm thấy hạnh phúc, bởi vì là với quý vị là một người fan theo dõi lâu năm của chị Tâm và rất là yêu mến chị, thì ngày hôm nay Nhiên thực sự là mong muốn rằng đó là chị sẽ có được cho mình những cái điều tuyệt vời nhất của chị, cũng như là cái bộ phim mà chị đã ấp ủ. Chị tin chắc rằng là đây là một sản phẩm mà chị tâm huyết qua những một chuỗi là show chị ấp vừa qua mà chị đã dành tặng cho khán giả của chị. Và ngày hôm nay tất cả những khán giả yêu mến và ủng hộ chị trong suốt khoảng thời gian vừa qua sẽ được thấy những điều mà chị đã cống hiến cũng như là chị đã ấp ủ cho chị ấp của chị nhiều như thế nào. Xin được cảm ơn đồng chí rất nhiều và xin mời Tụi Nhi tiếp tục vào bên trong để tham dự thòng đỏ ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón vị khách mời tiếp theo xuất hiện trên thòng đỏ ngày hôm nay, ca sĩ Hoàng Quý. Vui và cũng rất là nôn nóng để chờ xem Người giữ thời gian của chị Mỹ Tâm. Và đây cũng vài năm rồi, kể từ khi em với chị Mỹ Tâm đóng chung bộ phim với nhau thì tới bây giờ em mới được gặp lại chị, nên là cũng rất là vui. Cảm ơn Trung rất là nhiều. Bây giờ mời Trung sẽ tiếp tục di chuyển vào khu vực bên trong nha. Trên thảm đỏ lúc này là ca sĩ Trúc Nhân. Trúc Nhân muốn nhắc nhủ điều gì đến với chị Mỹ Tâm trong buổi tối ngày hôm nay không? Cảm ơn Trúc Nhân rất là nhiều. Mời Trúc Nhân sẽ tiếp tục di chuyển vào phía bên trong nha. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại khu vực Galaxy Nguyễn Du. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.